Mời xin chào cả nhà. Đây là quang cảnh buổi sáng, em đang đến tại Phú Yên. Và đây là căn nhà nhỏ xinh của bên chị Vũ Thị Phương Thảo. À, như vậy là sau một đêm anh em hành trình trên chuyến xe và anh em đã tới được đến Phú Yên. Ý là đêm mới thẩu rượu đi mà giờ thằng Hoàng nó cảm quá cảm kìa. Em đi chưa? Hiểu à. Và xin review một chút xíu về không gian của gia đình chị Thảo để chúng ta có thể nắm được sơ lược. Vâng, với những kiến trúc cũng hết sức độc đáo, với nhiều những căn phòng cũng rất dễ thương. Đây là cái khu ban đầu có thể trưng bày và bán hàng được, với các dịch vụ về cà phê và các đồ hải sản. Nhà mình anh em nào mà có đam mê về các món rượu thì ở đây cũng là một cái lựa chọn nha. Có rất nhiều loại rượu khác nhau với rất nhiều món ngâm hơn. Trình chả tắc, sâm, có cả các đồ khô luôn. Nào là mơ mận, có những loại bạn cũng chưa biết. Giới thiệu đây là chủ nhà chị Vũ Thị Phương Thảo, đang xách nàn chuẩn bị đi chợ, đi ra biển. Bỏ nàn để xách rượu theo. Rồi kiếm cái nào nó đừng dễ vỡ nhé, có mấy cái cứng. Ít thôi chị ơi. Ba loại thì đem ba.